Xin chào quý vị và các bạn. Đây, đây là cái quạt Arikava Japan. Hôm nay tôi không nói về vấn đề thay quần quạt hoặc này khác. Cái này thì tôi biết là hỏng quần dây rồi, nhưng không sao, bởi vì tôi hôm nay muốn chỉ quý vị và các bạn tại sao quần dây là mới tinh như thế này mà vẫn hỏng. Đấy, nó chưa có một vết trầy xước nào, chưa có vết gì cả, nhưng cái này đã hỏng rồi. Thì nguyên nhân như thế này, hỏng cuộn này là ngày xưa thì những cái loại quạt họ làm chất lượng về cuộn dây là rất tốt, nhưng bây giờ thì do kinh tế thị trường cho nên là cái gì cũng làm dùm. Dây này thì là dây nhôm, hiện tượng của cuộn dây nhôm thì nó quấn rất đẹp, chặt nhưng mà mềm, không được thì cũng là pha nhôm, cho nên nó rất yếu, chỉ chạy một thời gian. Mà những loại này, quạt này thường cái này cũng mỏng, đây phe sắt mỏng, chi tiết tiết diện của cuộn dây cũng không đạt, cho nên thử hỏng có thể là đang mới có thể mua một vài năm năm gì ấy, vì nó hỏng là chuyện thường thôi. Bởi vì nó không được tương thích và đặc thù như những cái loại quạt quạt Thái hoặc quạt này quạt khác. Chỉ cái này chỉ có 1 đến 2 năm nó có khả năng nó hỏng. Tuy rằng trục bọt rất bon, nhưng loại này dù cũng cái loại các cái loại đời mới, như thì một thời gian nó lúc bạc cũng mau hỏng, dây giặc cũng mau hỏng, bởi vì nó được làm ở có thể là do tiêu chuẩn của tàu cho nên là như vậy. Nguyên nhân của cái này là nó hỏng như thế này, nó có thể qua thời gian nó không cần rồi quạt gì cả, có thể để mùa này sang mùa khác, mùa giữa mùa nóng, mùa hè năm ngoái cho lại quạt, mùa hè năm này để sang mùa hè năm nay quạt đưa ra là nó không chạy luôn, bởi vì những loại dây nhôm là nó tự oxy hóa và nó tự thoái hóa và đứt ở đâu. Thì những cái này thì tôi không biết đứt ở đâu, nhưng mà mở ra thì hầu như cái loại dây này thì phải thay cuộn hoặc là ấy nó có tìm, có thể là bít bít nào thằng này, nhưng mà cắt những các mũi này thấy nó sứt sứt ngang đồng này, cho nên chuyện đó thì còn này thì hầu như là phải thay thôi. Chứ còn mà làm mà để sửa lại hoàn nó không hoàn được, làm gì nói chung là cuốn này đã hỏng là coi như vứt. Nó nhìn yếu ớt thanh mảnh lắm. Đây, các bạn xem này. Đây là quạt Thái. Người ta cái này là 6-7 năm rồi, dùng nát rồi, nhưng vẫn rất chạy rất bon. Nó trục bạc cũng không hỏng, có khô thì khô đích lên mở nhớt chứ thôi. Đây, sợi dây của Thái này, nó đông 100%, lớn, có tiết triển cuộn dây đầy đủ, nhìn đồ thổ. Còn dây đồng và dây đồng nó được làm trên hàm hố chắc chắn, được chắc có lẽ nó luyện trong môi trường rất tốt. Thường thường quạt Thái ít khi mà hỏng lắm. Đây, quạt Thái trước đây, đây đây các bạn nhìn bản mặt của nó là thích rồi. Thương hiệu đây, thương hiệu của nó thường là Zipline, đặc biệt của nó là số của Zipline hoặc là quạt Thái là số 1 là mạnh nhất, số 3 thì yếu dần. Còn thường thường thì
cái quạt của ta thì số 123 là mạnh dần lên. Nhìn hàm hố khung bài rất chắc chắn đấy, các bạn thấy đấy. Như cái này thì chỉ có hỏng cái ấy phụ kiện là chủ yếu thôi, chứ còn cái này mà ít khi nó hỏng cuộn dây lắm. Thường thường tôi rất thích cái loại này, thường thường tôi làm mua về hoặc ấy tôi sẽ mua cái bộ khung này, đặc biệt là cái trục với cái rotor ở trong, rotor cái trong này, tức là cái tròn này, này nó của nó rất được liền, nói chung là vẫn tốt hơn nhiều. Giờ thầy bỏ vào một cục quấn bình thường, nhưng mà cục quạt thái ở bên trong nó vẫn cứ tốt hơn, nó nhiệm từ nhiệm điện nó tốt hơn. Tôi không biết nguyên nhân làm sao đấy, nhưng mà nó cảm thấy bền và chắc chắn hơn. Thường thường tôi hay lấy về để mua về để những cái thân như thế này để lắp để quạt cho gia đình đấy. Chứ bây giờ thì quạt thái thì nó cũng hơi kém này. Thường thường nguyên nhân của quạt thái thì như thế này, thời dư kém này như thế này. Cuộn dây vẫn hàm hố chắc chắn, vẫn lớn như thế này. Sợi của nó vẫn to như thế này, nhìn không khác gì là quạt đời cũ. Nhưng nó có cuộn dây thứ ba, tức là dây số 123, tức là cuộn dây số ở chèn chính giữa, hoặc đè dây nhôm hoặc quấn, cho nên là nó bị hỏng là hỏng vào cái dây nhôm ấy, cho nên cồn quạt có cái lấy tay xoay cái là nó chạy ngay, chạy rất êm, nhưng mà đến lúc nó bật lên là nó không chạy. Thì nó nguyên nhân của quạt thái là như vậy. Chỉ cần ấy tốt cả nhưng đều một chút là nguy hiểm thôi. Tại vì là nó cứ nhè vào dây nhôm đó nó thái hóa hoặc nó thất, coi như cuộn quạt đó cũng bút đi. Cho nên hiện tượng bây giờ thì chúng ta cứ tìm những dạng có thương hiệu, có thể mua là vẫn tốt hơn. Bởi vì nó có thể nó đắt hơn, nhưng mà cuộn dây thì nó không bằng của cái loại quạt thái đâu. Bởi vì là nó bây giờ thì nó làm có thể đều hơn, tất nhiên nó luyện hoặc này khác nó lại tốt hơn, nhưng mà nó như cái pha trộn thì nó có thể là tiểu xảo hơn. Cho nên chúng ta có dùng cái gì thì theo giá tiền thôi, bởi vì tiền đâu của đó. Nếu mà muốn cho tốt thì mua cái cho nhiều tiền, có thể giảm được rủi ro hơn, hoặc là nó cũng vậy. Đây tôi làm tivi thì tôi thể nói với đấy, đấy như cái này này, dây nhôm cũng vậy, nó cũng hỏng hỏng với phần dòng, cho nên phần dòng có thể nó hỏng ở bên trong này hoặc xung quanh này, nhưng mà dầu gì là cuộn này cũng hỏng rồi, cho nên chúng tôi cũng phải ấy biết đây là cũng là dây nhôm, cho nên là cũng phải vậy. Chứ nó thì tất nhiên là dây nhôm hoặc dây đồng với cuộn lái thì nó hỏng thì đều dấu hiệu như nhau thôi, nhưng mà bởi vì ở cái này nó làm không phải lớn như cuộn quạt, cho nên nó ít là phải vài ba năm, năm bảy năm nó hỏng đấy. Cồn này cồn đông này, nhìn cái màu hai màu dây nó khác nhau hẳn, các bạn thấy chưa, dây đồng dây nhôm nó khác, nó bọt bẹo hơn hẳn. Cồn dây này của này đang sống này, nó được đấy, nhìn màu mè vẫn khác hơn. Đó tôi bà giới thiệu đồng với thôi, với nhôm thôi. Đó cuộn nào nó chắc chắn và nhìn nó như bây giờ thì nó hơn bằng những cái công nghệ nó tốt hơn, thì bây giờ như cuộn này chẳng hạn thì nó vẫn thấy là màu đồng đấy, nhưng mà của nó là ở trong nhôm.
Cho nên là cái công nghệ giờ nó làm đẹp thì rất tốt, nhưng mà làm thật thì hơi bị kém. Thôi, cảm ơn quý vị và các bạn đã ghé thêm, nhớ like và subscribe để ủng hộ cho kênh. Bởi vì tôi nói một vài vấn đề là như vậy về cái cuộn dây, tại sao có nhiều người rất thắc mắc là ấy cuộn như vậy, chưa có dấu vết gì, chưa có tí vết gì mà vẫn cứ hỏng. Nguyên nhân là như là như tôi đã nói ở trên, do những cái mà cháy đen chập hoặc này khác thì cái đó thì chúng ta không nói, nhưng mà những cái trường hợp như vậy thì bây giờ thì phổ biến, cái nào đến mà đo điện cụ thể trục bọt bon mà không thấy hiện tượng quay gì nữa, nghe rù hoặc quay bật cái mà quay, thì anh nghĩ cái đó là cuộn dây là đầu tiên. Ngày xưa nghĩ cuộn dây thì ít, nhưng bây giờ thì cuộn dây là khoảng 6 đến 70%. Rồi, xin chào quý vị và các bạn nhé.